Rồi các bạn có 30 giây nhá, bắt đầu. Hết giờ. Dượt cho tinh thần đi thi, cho nên là những câu mà không làm được ấy, thấy nó lạ lạ thì cũng phải comment, cũng phải làm cho quen, bởi vì là đi thi thời gian nó cũng chỉ có hạn như vậy thôi. Đấy, lại thấy những câu khó khó không biết, không ngại, không làm thì sẽ đi thi sẽ bị cái tâm lý đấy và cứ để lại. Xong cuối cùng là không kịp làm gì hết. Sam 321, Thoa 321, Dung 321, Thùy 323, Tú 321, Thứ 321, Tiến 321, Cư 321, Huyền 321. 30 giây ngắn quá à? Bởi vì là phần kanji mà đúng không? Thông thường thì chúng ta biết thì chúng ta sẽ đọc luôn. Cùng xem nhé, câu 1 nhá. Kanojo à. Chữ này là chữ gì các bạn? Đế hay Âm âm Hán đế? biện là gì? Đế, đúng rồi. Đế Đọc là gì nhỉ? Akirame. Đúng rồi, câu này thì chắc là ai Akirame. đúng rồi. Akirame. Nào thế Karame có ai biết là chữ gì không? Karame. Karame chữ lạc nhá. Sadame có biết chữ gì không? Đích. Đúng rồi. Chữ định. Đích. Sime. Đế Nhiều à, đúng không? Đây này. bế Bế này đúng không nhỉ? Đế này. Đây nữa. Nhưng mà cái cụ Akira Megai có ai biết nó mang nghĩa là gì không mọi người? chịu ạ. Đi thi thì sẽ không phải ngồi dịch nghĩa và tìm hiểu này nhá, nhưng mà học thì thôi, nói luôn Akira Megai ấy là một người họ biết bỏ cuộc đúng lúc, họ không có nhất nhất là phải theo một cái, dù cái đấy là cái biết trước nó sẽ không tốt đấy, nó mang tính chất tốt, hiện tính cách. Đây là gì nhỉ, có thể dịch là cô ta, cô ấy là người mà sẵn sàng từ bỏ. Từ bỏ đây là những cái mà nó không được tốt đấy, thì cô ấy gọi là dứt khoát bỏ nó đi, không theo nó. Câu số 2. Âm Hán Việt của cái từ này là gì các bạn? Từ Xạ từ kích. xạ với Xạ trừ kích. kích, Đúng rồi, xạ xạ kích. Xạ kích, mọi người biết chữ chữ xạ trong từ gì? cản xạ, Đúng rồi, phản cơn xạ đúng xạ, không? Can xạ mà hăng lấy cái xạ, từ này hả? hăng xạ, Han xạ, còn can xạ chưa là xạ, gì? chưa xạ. cảm ơn. Đây này. Đúng rồi, hay bạn thứ bạn bảo là chiêu xạ đấy là tiêm đấy đúng không, chiêu xạ này đấy. Thế còn chữ kích thì sao, chúng ta lấy trong từ gì? Ôi kì, Kageki. ôi kì, Chữ căng kì, kích nhá, làm gì Kageki mà chữ này á, đây là ôi chữ kì, khả. công kích, Ôi kì, Đúng rồi, ôi phải là công Kogeki. Đây này, vậy thì ghép với nhau nó ra gì nhỉ, Shageki. Có ai biết Shageki là gì không? kì nhìn là xuống tác lập đã bắn. bắn, đúng rồi. Đây là gì nhỉ, câu này dịch như nào hả Thứ? Tên địch thì đã bắn, đã bắt đầu bắn. Bắn như nào, ise Đồng nhỉ, loạt. đồng Đồng loạt, loạt. đúng rồi. Câu 3 nhá. Cô Kiyo chữ Hán gì đấy? Dương, Dương, Kang không phải chữ Dương. Dương. Yết, Chữ Yết, đúng Yết, rồi, Yết, chữ đúng rồi, Yết. 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 Ừ, chữ Yết đọc là gì nhỉ Chào. các bạn nhỉ? Kakageru. Kakageru, đúng rồi. Kakageru. Một này. Sasageru có ai biết là chữ gì không? Chữ Là Dương, hiến, chữ kiểu dân, dân hiến nên chỉ nhớ nghĩa là dân đúng hiến. rồi. CJ cũng không nhớ mấy biệt của nó nhá. Sasageru là dân hiến này đấy, bạn nào mà xem Shigeki no Kyojin có bài hát Shinzo Sasageyo đấy, Sageru Cái này nó. PR Sensei cho PA ai cũng thành fan hiền của bộ đấy. Sageru là chữ này đúng không nhỉ, chữ đề này.
nêu cao này hoặc nghĩa đưa ra. Cà ghê đự là chữ gì các bạn? Ghê đự trong cái chữ gì, trong từ bóng dâm ấy hay sao? Đúng rồi, Bóng, đây, bóng. cà ghê đự nhá, nó là khuất bóng đúng không nhỉ? Như vậy là ba câu đầu tiên là 3 2 1. Tiếp theo. Ba câu tiếp này. 30 giây. À, cái gì đây? Ờ. Chưa ra cửa. Chưa ra cửa. Nào bạn nào đang nói đây? Huyền 314, Thoa 314, Quỳnh mới chọn được một câu, Sam 314, Hà 311, Thứ 314, Dung 314, Tú 314, Cư 311. Câu 4 này. Yoshino nanyani o ete kara denakereba kimerarimasen. À, đây là chữ thừa và chữ gì mọi người nhỉ? Nặng thì phải, Chữ nặng thừa và chữ chữ nặng nặc đằng sau, đúng rồi, cái chữ nặc này đọc là gì các bạn? đặc cực đặc cực Đa cử, đúng rồi, trong từ gì mọi người biết từ gì ngoài cái chữ số đắc này không? ta chưa. Nó dùng phổ biến nhất là cái từ này nhỉ, số đắc cử là chấp thuận, chấp nhận. Trên xe cũng chưa nghĩ ra cái từ gì mà có thêm cái chữ 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 thừa này cả. À, có thêm chữ 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 nặc này cả. Đấy, thừa thì rất là nhiều nhưng mà cái chữ nặc đằng sau thì thấy dùng chữ này, từ này là nhiều nhất. Số đắc cự nhá, nếu mà không nhận được cái sự gì đấy, sự gì các bạn Chấp thuận. chấp thuận, đúng rồi, đồng ý cho phép của cấp trên thì không thể quyết định. Câu 5, chữ gì đây, âm Hán Việt, D. đúng rồi, chữ D. D có âm kunyomi là gì? Chichimi. Chichimi. Đúng rồi, Chichimi. Tsutsumi. Như MD. vậy là đáp án 1 đúng không? Đánh nó ra này. Thế số 2, Tsuzumi là chữ gì các bạn? Chị chống là sao? Đúng rồi, cái trống. Chống. Tsuzumi. Sự độ tiến chúng tiến Tsuzumi lên này là tiến sự lên sự tiến lên, đúng rồi. Tsuzumi. Sự mát mẻ nhá. à đúng. Đấy, ở đây sẽ là đáp án số 1. Câu này dịch là gì ạ, Huyền? Xây dựng một cái bờ đê vững chắc Ừ, đúng rồi, xây dựng con đê, đúng nhỉ, con trên đê sông sông vững à chắc. của sông Câu vững chắc. 6 nhá. Ano o của kunai thống nhất sẽ đọc là thô ít Tôi sự, đúng nhỉ, thô ít sự sự. Như vậy đúng, đây sẽ là đáp án số 4, thô ít sự. Ở đây có một cái phương án, đó là phương án đôi đôi ít sự, các bạn có biết nó là cách đọc từ gì không? đồng nhất nhất Đúng rồi, đôi ít sự là đồng nhất. Còn tô ý chi hay là đôi chi không có. Nhà vua kia thì đã thống nhất đất nước, đúng nhỉ? Các bạn đúng được mấy câu trên 6? Các bạn đã làm bài ấy. Comment xem nào. sáu à. 6/6. Bài Kanji thì lúc nào cái tỷ lệ cũng sẽ cao, đúng không? Tí nữa Mà làm còn mấy cái viết ra bài được từ tí tí là vựng. ngữ Từ pháp vựng cơ mà mới nhớ là ngữ pháp, xong đến lục lỗ thì gọi là ôi giời ơi. Nhưng mà thôi cũng phải làm thôi đúng không? Hoa đúng hết, thứ đúng hết này. Dung năm này. Rồi tiếp theo, từ vựng nhá. Từ vựng thì các bạn sẽ có nhiều thời gian hơn. Đấy là cứ mỗi một câu các bạn có 30 giây và các bạn sẽ làm hai câu một, là 1 phút. Đâu nhỉ? Bắt đầu.
Đúng. Gì càng đê hết giờ. Như sai rồi. Thế nào? À, thứ 1-4, Sam 1-2, Hoa 1-4, Quỳnh 1-3, Hà 4-3, Huyền 3-4, Dung 1-4, Sam 4-2, Cư 1-1, Tiến 1-4, Tú 1-4. Câu 7 nhá. N1 đúng nhá. Thì những cái đáp án ấy nó rất là na ná nhau, mang tiếng là môn đai, gọi là môn đai từ vựng đấy, nhưng mà gần như là chúng ta phải nhớ được những cái cách dùng cố định đi kèm nó đúng không, chứ không phải nhớ nghĩa không thì sẽ khó mà chọn được. Ví dụ câu 7 này, điều chi ngừa thì chưa điều cử ra nên nên đã cả đô chi ra các cả tế mô ca sĩ cử này đô tô biô đồ hê kim và kim sĩ sự. Ở đây dựa vào cái từ khóa ở trong bài đấy là từ gì, chữ điếu cự, thì chỉ có một từ duy nhất đi được với nó thôi. Các bạn biết là từ nào không? Là đáp án số 1. Ừ, còn từ này có nghĩa là gì các bạn? Đô tô là đồng đều. Đồng Đúng rồi, nó là ngang hàng đúng không, ngang hàng nhau, ngang cơ nhau, đồng đều. Bio đồ nghĩa là gì các bạn? bình đẳng bình đẳng Bình đẳng, bình cái này nói đẳng về quyền lợi đúng không nhỉ? Đấy, quyền lợi dưới pháp luật nhá. Hay kinh là gì mọi người? bình sự quân Bình quân, trung bình đúng không? cân Có bằng cái từ dễ nhầm lẫn cân với từ đô tô này là từ kinshitsu. Cái từ này khi mà dịch thì nó cũng có thể mang nghĩa là đồng đều, nhưng mà cái từ này mọi người biết nó dùng đồng đều kiểu gì không? Nó đồng đều kiểu chất lượng nó đồng đều ấy. Đấy, chất lượng nó đồng đều, nó không có cái nào vượt trội hơn cái nào. Còn diễn tả cái sự gọi là ngang cơ, ngang hàng nhau ấy thì phải dùng từ này nhá, đồng đẳng này. Đấy, cho nên đúng đây phải là đáp án số 1. Dịch cho thấy câu này nào Sam. dạ cả hai đội thì vì là ngang sức nên là đội nào dù đội nào có thắng thì cũng không có gì là lạ cả. Đúng rồi. Câu 8 này. No hiểu ni chi tê được tối ưu của Kamono Genki Ippai đạt tờ. Các bạn trẻ mà đang gì đấy nông nghiệp thì các bạn ấy tràn đầy sức sống. Xin xin mời một bạn đọc cho các phương án này. Xin xin mời Thứ đọc ra tiếng Nhật đấy nhá. Ừ. Ichiban là TK ạ, Đúng rồi, em nói luôn nghĩa thế nên là là liên kết hay sao sẽ đúng rồi, liên kết hợp tác. Đấy. liên kê cũng là liên kết, Đúng rồi, đây kê cũng là liên kết này. Đấy. từ này là diêu dô cự là thuộc vào Đúng rồi, di dục là trực thuộc đúng không nhỉ? Thuộc, còn đây là diêu gì là tham gia vào làm việc ở di di là tham gia làm gì đúng nhỉ? Đấy, như vậy đáp án hợp lý nhất trong đây sẽ là đáp án dùng bằng số 4. Dựa vào hiện tượng là gì hả em? là ní nô Đúng rồi, no hiểu nhỉ. Nếu như là Jiu Zhou tự ấy thì đằng trước có biết nó là gì không ạ? Thứ thuộc tổ chức. vào. Đúng rồi, cơ quan tổ chức nhá, cơ quan tổ chức một cái phần lớn đấy, một cái gọi là mang tính chất toàn thể, nó sẽ gì trực thuộc cái trong cái đó. Thế còn nếu như TK và DK ấy sẽ đi với trợ từ gì? Hình như là Chữ ố là hay sao nhỉ? tố. Trợ từ Tố. tố, trợ từ tố Liên đúng kết rồi, với mà. liên kết với đấy, Đúng. công ty tổ chức đúng nhỉ. Như vậy đây phải là 4 mới chính xác. Tiếp theo này, hai câu tiếp. CC mua con chuột mới được dùng được mấy hôm rồi nó đã hết, nó đã lăn, nó hỏng rồi. Đùa. Bất tiện. Rồi, tiếp nha, bắt đầu.
Bây giờ các bạn chọn như sau: Minh Tú 21, Kim Dung 23, Sam 43, Thứ 13, Quỳnh 32, Hà 42, Thoa 33, Cư 13, Tiến Anh, Tiến 13, Huyền 13. Câu này nhiều bạn bị lừa. Câu 9 nhá. Đen si mê rừ nô yô na gen đai tư si chư đà ni tê phô si. Tê gà mi si ka tsuka wa nai nan tê di đài già nai cả. Cái kiểu đâu mà chỉ có dùng thư tay mà cảm thấy gọi là phản đối khó chịu với các phương tiện truyền thông hiện đại, chẳng hạn như điện tử ấy, thì chẳng phải đấy là gì đấy, di đài hay sao, đúng không nhỉ? Thì đây chỉ có một từ duy nhất ghép từ di đài. Vấn đề là chúng ta chưa gặp cái trường hợp đấy bao giờ, đúng không? Nghĩa thì cứ ná nhau. Nào, xin xem mời một bạn đọc thêm các cách đọc của cái từ này nha. Xin xem mời Sam nào, Sam đọc thêm cách đọc của những từ này nào. Cái từ giác này cá cửa xem gì cái gì Ừ, ca cử. ừ. Em quên mất rồi, ảo giác cái gì là ảo giác em Đọc là quên gì mất các bạn? là cá cửa Đúng rồi, xa ca cử có nghĩa là gì? giác ảo giác ạ Ảo giác, ảo tưởng, đúng không? Xa ca cử nha. Ảo giác, ảo tưởng này đây. xa bê chữ Xa biệt sự có nghĩa là gì? cách biệt sự khác biệt Sự khác biệt, hoặc là nó hay dùng kiểu như là phân biệt đấy, đúng không? Ví dụ phân biệt đối xử. Đây. cái này là xà cư gô à? Ừ, xa cư gộ. Xa cư gộ có nghĩa là gì? Nhận ra biết Không phải. giác ngộ Không, nó không phải là cả cư gộ. Cả cư gộ là chữ khác em ạ. Cái ngộ đấy không phải ngộ này đâu. Ngộ này là à, ngộ, ngộ nhận là cái xấu, còn kia là em bị các cái nhầm bộ đây này. từ này em không biết từ Từ này xa cứ gọi là gì các bạn nhỉ? nhầm lẫn sai Nhầm lẫn, đúng rồi, nhầm lẫn. Đây là gì đây? cả cư cả... Các cư xa Các cư xa, đúng rồi, các cư xa có nghĩa là gì? sự cách biệt Đúng rồi, sự cách biệt. Đấy. À, ở đây chỉ có một từ duy nhất là đi được cái từ di đài nhá, đấy là từ đàn máy. em không biết Số 3, xa cứ gọi. Khi cái cụm di đài xà cư gộ ấy, nó sẽ đồng nghĩa với từ gì mà các bạn biết không? Nó là giống cái từ di đài ổ cư đê, lỗi thời lạc hậu đấy, kiểu nhầm thời đại, sinh ra nhầm thời đại, nó chính là cái từ đấy. Các bạn dịch theo nghĩa là xà cư gộ là nhầm thời đại này, chẳng phải là sinh nhầm thời đại hay sao, chẳng phải là lỗi thời rồi hay sao. Như vậy đúng câu này là ba nhá. Câu 10 là một câu mà tưởng ngon ăn nhưng không 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 ngon lắm. Ca đều à ga cao haru ka na fa Fransu e watatta. Anh ấy làm họa sĩ và anh ta đã đi sang nước Pháp xa xôi. Xin xin mời một bạn đọc thêm các phương án. Xin xin mời Thoa. dạ Các phương án nào, đọc. số một này là đọc theo âm cư Tất chia nhiên làm là đây đều bốn đọc theo âm cư rồi. ok chắc là Quên kokoro à? jashi Kokoro. Đúng rồi, kokoro ra ste đúng nhỉ? Nghĩa là gì em? là mong muốn là ý ý chí mong muốn Mong muốn, quyết tâm một điều gì đó, đúng không? Số 2 nào? nozonde Nozonde, có nghĩa là gì? mong muốn Cũng mong muốn, khao khát, đúng không? Số 3? akogare Akogarete là gì nhỉ? ngưỡng mộ Ngưỡng mộ, khao khát, ao ước được như khao khát thế. Số 4. là kizuite Ừ, kizuite kizuite nghĩa là gì? xây dựng Xây dựng, đúng không? Thì thực ra cái câu này là có ba phương án dễ nhầm lẫn, đấy là 1, 2 và 3. Đấy, nhiều bạn chọn 3 nhưng rất tiếc 3 chưa đúng, có biết tại sao đúng à, cô Gare là ní à không? Đúng rồi, akogare là đi với hơi ní nhá, không đi với ô. Đấy, thì là câu 3 là câu sai. Được chưa? này câu một Gà ca ní à cô gà đê đự nhờ. Còn 1 với 2 thì ấy, đằng trước là một cái ngành nghề thì không thể dùng nồ dô mự được, đúng không? Nồ dô mự mọi người biết phía trước nó là gì không? cô tổ Phía trước là cô tổ, đúng rồi. Nó là mang tính chất một điều trừu tượng, một sự việc gì đó nhá. Chứ còn gà ca đây ấy, là một ngành nghề cụ thể phải dùng kokoro ra sự. Có nghĩa là quyết tâm trở thành người như vậy. Anh ta quyết chí trở thành họa sĩ. Đấy, như vậy đúng đây là Ichi. Như vậy đúng là 3-1, có bạn nào đúng hết không?
Không, hai xài hết câu xài hết. xài hết à? Rồi tiếp theo chúng ta sang ba câu tiếp theo của bài này. Ba câu này nó bị ngắn cho nên là mọi người sẽ có một vẫn là 1 phút để làm nhá. Bắt đầu. Mười một, mười hai, mười ba. Hữu Thứ 442, Như Quỳnh 243, Sam 142, Hà 423, Dung 323, Huyền 432, Thoa 422, Kim Dung 132, Tú 312, Tiến 242, chẳng thấy ai giống ai hết. Bạn nào 244 đây dây không kéo được. Sơ đọc nhầm của em hả? Các phương án nhé. Câu 11 này. Aruji ken ga kikake tonatte futari no yujou ni nani nani ga haita. Rồi, bây giờ cái này lại chơi kanji nào. Tôi sẽ mời mời Dung nào. Dung, câu 1 kanji nó là chữ gì đây hả Dung? Chữ ai ma là chữ 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 can phải không? Hả? Chữ gì? Khoảng cách. Không, đấy là ai đà. Ai ma là chữ gì các bạn? Ai nào với chữ Là gian thời gian rồi, rảnh. chữ hợp là chữ gian. Mọi người biết cái chữ này dùng khi nào không? Shigoto no ai ma đúng không? Cái khoảng thời gian rảnh, cái khoảng thời gian cách giữa gì nhỉ? Giữa lúc mà mình làm việc ấy, nó có một cái khoảng nghỉ ấy. Đấy, thì dùng cái từ ai ma này nhá. Không dùng trong cái kiểu khoảng cách về mặt tình cảm, cảm xúc hay là mối quan hệ. Số 2, uzu là chữ gì hả em? Ừ dừ Ừ. chữ qua đây này Đây là kanji chữ N1 đấy. Là chữ gì các bạn qua nhỉ? là Chữ qua, lốc xoáy, đúng qua không? lốc xoáy Ừ. Vòng xoáy có thể là vòng xoáy nước hoặc là vòng xoáy gì đấy. Vòng xoáy tiền bạc đúng không nhỉ? Trừu tượng. Không thể là hai được đúng không? Không thể là có cái vòng xoáy nó ở giữa một giữa tình bạn hai người được. Không có nhé, không có cái nói đấy. Không có ư dư ra hai được. Số 3 nào, Kizuna. vết thương hả? Không, Kizu đây là không phải Kizu, còn Kizuna cơ. Kizuna các bạn biết là gì không? Đây, kanji nó chữ này nhá. Chữ bán, có nghĩa là cái này bằng từ kanke. Mối quan hệ. kê Ừ. quan hệ Mối quan hệ này, hoặc là tsunagari. Đáp án số 4, từ hibi. Chắc nhiều bạn sẽ nghĩ đến từ hibi này hả? Mỗi ngày này hả? Hibi này trong từ vết vết nứt sơn lặn nứt nên vết đúng nứt rồi, nên đúng rồi đây. Thế thì cũng không nhớ sẹo. âm Hán Việt của nó, bởi vì là nói thật là nó cũng là cái kanji IQ của kỳ thi gì nhỉ, kỳ thi gì các bạn biết không, kỳ thi Kanken rồi ạ. Kỳ thi Kanken là kỳ thi kiểm định năng lực Hán tự đấy. Gọi là Kên mắc Kanken tê cũng Kanji Càng kên tê. Kente. Đấy là tên đầy đủ của nó, còn đây là người ta đọc tắt ấy, người ta đọc là can kê nhá. Cái cấp IQ ấy là phải nhớ 6.000 chữ cơ. Đấy. Học hết kanji N1 mới là cấp 3 thôi. Hết 2136 mới là cái đấy. Thì ở đây đúng phải là đáp án số 4. Là hibi có nghĩa là vết rạn, vết nứt đúng nhỉ? Sự việc đó, sự việc nọ ấy, nó đã gì đấy, nó đã xuất hiện cái vết nứt, cái rạn nứt ở trong mối quan hệ giữa hai người.
Tiếp theo này. À, ngoài từ Hibi có ai biết là còn có một từ nữa có thể dùng được không? Mọi người ấy. Biết đâu người ta hỏi từ đồng nghĩa thì sao đúng không? Từ gì cũng nghĩa là vết nứt khe hở Sa cử sa kê rự. Là nhau. cái Sao gì lại nhỉ? xa cử được? Không phải. Akima hay là cái gì nhỉ? Gần đúng, đúng rồi. Skima. Sukima đúng đúng đúng. Đây Đấy nhá. đấy mà quên mất Câu 12 nha. Ikeo hapyo shite iru aida nanani toshita thái độ kuzure nai yo ni shita. Cái này là cái từ đấy là tuần trước là ở trong bài đọc hiểu chúng ta học rồi đấy. Trong lúc mà đang phát biểu ấy thì tôi đã cố gắng để không làm mất đi cái thái độ gì đó của mình. Nào được, hirobiro là từ gì mọi người? rộng rộng lại. Đúng rồi, hirobiro là rộng rãi đúng không? Ví dụ hirobiro toshita heya đúng nhỉ? Phòng rộng thênh thang. Dodo là gì các bạn? Đường đường Ấn chính tượng chính. đường đường chính chính Đúng rồi, à, đường đường chính chính đường nhá. Dodo tốt là đường 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 chính chính, uy nghi uy phong đúng nhỉ? Đấy. Có hợp lý với lại cái này không? nghe thì cũng hơi hơi Nghe hợp có vẻ hợp lý lý hả? Tsugi là gì? liên tiếp ạ. Lần lượt liên tiếp Lần lượt liên tiếp chắc chắn là không hợp lý rồi đúng không? Tsugi tốt sẽ đằng sau là động từ diễn tả cái việc làm gì chết thế là đó. bốn Đấy. rồi. Đúng nhỉ? Và bốn là tư cư dư cự, mọi người biết là gì không? Tỉ mỉ sâu sắc. Tư cư Tỉ dư mỉ cự là tỉ mỉ sâu sắc, nó đi với những từ diễn tả cảm xúc cảm nhận, ví dụ là tư cư dư cự kanjiru, cảm thấy sâu sắc, cảm thấy thấm thía. Đấy. Không hợp lý. sâu sắc. Tôi thấy chọn đại hình đúng. Ai đã hay đi với dịch căng đây này. Đấy. Dịch căng chứ. Này không có kanji các bạn ạ. Đây đúng phải là đáp án số 2. Đô đô có nghĩa là gì đấy? Thái độ gì đấy? Thái Đúng độ đường đường chính chính đúng không? Thái độ gì? đã Thái độ đàng hoàng nhá. Ví dụ là trong lúc phát biểu tự nhiên có con kiến nó cắn con ong này, nó chích, cố gắng là gì đấy? Phải ra cái vẻ oai phong của mình ấy, đúng không? Không kiểu tỏ ra khó chịu hay gì gì đấy. Thì là cái này. Có thể dùng đô đô hoặc là từ đô đô xê xê nhá, là đường đường chính chính. Câu 13. Câu này tương đối là đơn giản. Nếu như ai đã gặp cái cụm từ đấy ác tử dương cầm thế nói chuyện hòa cả làng nào từ này nào dương cầm đúng không thì đi với từ gì các bạn ghép vào thì thấy cái từ gì có vẻ ok đúng không nhỉ không tà ác thôi tệ hay tội thì chỉ có một từ đi với lại từ dương cầm là từ gì các bạn ác cư đúng rồi dương chữ ác cầm à cư dương cầm đúng rồi có nghĩa là gì nhỉ vòng luẩn tuần quẩn nhá hoàn vòng luẩn quẩn hoặc là vòng lặp những điều xấu đấy câu này có nghĩa là gì cô ấy không thể thoát ra khỏi đúng rồi à cô cô ấy ấy cứ không thể mãi thoát ở ra trong khỏi cái vòng luẩn quẩn đúng không đúng là hai có bạn nào đúng 422 không yeah một câu nào chọn đại mà đúng bảy bảy câu này các bạn đúng được bao nhiêu câu bảy câu em sai mất ba cậu mấy câu chọn đại đúng hai à bảy câu này sai hết có ba câu thôi tiếp theo từ đồng nghĩa này từ đồng nghĩa thì chắc là dễ hơn cái bài này từ đồng nghĩa sửa lại các bạn sẽ có 30 giây để làm cứ mỗi hai cộng một nhá bắt đầu時間です。Như Quỳnh 13, Phạm Hà 42, Sam Sam 11, Kim Thoa 14, Cư 12, Dung 13, Tiến 14, Huyền 14. Thứ chưa chọn à?
Em sẽ đánh là em chọn mũi 3 cc. Ờ, chữa nha. Karewa nanani o ataete kureta. Từ này đọc gì mọi người? Nào biết đâu nó họ hỏi trong cách đọc kanji đúng không? Mọi người không biết. Shisa. Shisa được chưa? Ừ, có nghĩa là gì đây? Ám chỉ hoặc là gợi ý. Như vậy đồng nghĩa với nó là ichi, hinto, đúng không nhỉ? Các phần còn lại topic là gì các bạn? Chủ đề. Đúng rồi, chủ đề thảo luận này. Sense là gì nhỉ? Gu khiếu đúng không? Không, gu hoặc là khiếu này. Smarto là gì mọi người? Thông minh. Không, rất tiếc. Smarto trong tiếng Nhật thường không dùng với nghĩa là thông minh các bạn ạ. Smarto trong tiếng Nhật nó mang nghĩa là thon gọn. Đấy. Nó dùng cái từ này nhiều hơn là từ thông minh. Anh ta đã gì nhỉ? Anh ta đã đưa ra gợi ý nhá, đúng là một này. Câu 15. Anani hinse, từ này đọc là gì nhỉ? Hả? Đọc là gì thứ? Deto, đúng rồi. Deto ningen to wa kousai o suru mono desu ka? Hinse deto có nghĩa là gì mọi người? Phẩm chất kém. Người gì đấy? Người phẩm chất kém cỏi đúng không? Đấy, người kém sang. Đấy. Tại sao lại là mono desu ka? Làm gì có chuyện phủ định này. Đúng rồi, phủ định chính là mono ka nhá. Ừ. Tôi mà thèm chơi với lại con người kém sang này á, đúng nhỉ? Các phương án nào? Takumashi. Vạm vỡ. Đúng rồi, vạm vỡ. Xem có kanji không nhá. Có đây, kanji này thì chắc là đến 3 đời chưa dùng. Isamashi là gì nhỉ? Dũng cảm. Đúng rồi, dũng cảm, dũng mãnh, chữ dũng này. Magirawashi. Chữ phân dễ nhầm lẫn. Phân, đúng rồi, phân vân dễ nhầm lẫn này. Và 4 là Asamashi là chữ gì nhỉ? Chữ thiển, thiển cận, nông cạn, hời hợt, thiếu sót, kém cỏi nhá. Như vậy đúng đây phải là Yombang. Đáp án 4. Tiếp theo. Có cách nào để cái đồng hồ nó hiện song song cùng cái này không? Tôi CC không cần phải ấn giờ đâu CC. Không, CC thích ấn. Bắt đầu. Bài này thì chưa cần, nhưng mà tí nữa mấy cái phần kia là sẽ cần phải ấn giờ. Nào, hai câu tiếp. Hết giờ. Kim Dung 1-2, Sam 3-2, Tiến 1-2, Hà 2-3, Thứ 1-2, Cư 3-1, Hoa 1-4, Quỳnh 1-1, Huyền 1-2. Câu 16 nhá. Ishukan tatte kaze ga onozuto naota. Nếu mà viết kanji của từ onozuto, nó là chữ gì các bạn? Tự. Sao? Nó là chữ tự đúng không? Ừ, nó là chữ tự. Thì nó nghĩa là gì các bạn nhỉ? Tự nhiên. Đúng rồi. Sẽ là shizeni. Đấy. Sau một tuần thì bệnh cúm tự nhiên nó khỏi. Hôn tối nhi là thực sự này, Sukari là hoàn toàn này, và Omota Hori là đúng như mình nghĩ, không phải. Câu 17 nhá. Shotoku kakusao, từ này đọc là gì? Zese. Ừ, zese, đúng không nhỉ? Zese suru beiku. Genze o kento chiu desu. Có ai còn nhớ ngữ pháp beiku là gì không? Để. Đúng rồi, chúng ta mới nghĩ để
chúng tôi đang xem xét việc giảm thuế để chỉnh đốn, đúng nhỉ? Để chỉnh đốn lại cái khoảng cách thu nhập. Thì đồng nghĩa với nó là đáp án mấy? Aratameru. Đúng rồi, 2. Aratameru. 1 là gì? Một là các nhìn xác nhận. Câu 3, Kyoka là gì? Làm mạnh lên. Đúng rồi, làm mạnh lên. Tăng cường, đúng nhỉ? Tăng cường đẩy mạnh này. 4, hai bước cử. Giãn lược. Giãn lược, lược bớt, không phải nhá. Rồi tiếp theo, hai câu cuối cùng của phần từ đồng nghĩa. Bắt đầu. Thứ 23, Sam 14, Tiến 13, Ư 21, Hoa 23, Dung 13, Hà 13, Quỳnh 13. Câu 18 này, từ này đọc gì các bạn? Từ này đọc gì? Sakai. Cái từ này có hai cách đọc. Là Sakai-eru, đúng không nhỉ? Đấy, hoặc là Hai-eru. Thì trong trường hợp này dùng cho công việc nhé, nó sẽ là ha các bạn nhé. Còn saka ấy nó dùng cho nền văn minh, ví dụ là bunmega sakaeru đấy, hay là quốc gia, một cái giai đoạn, một cái thời đại nào đó. Chứ còn một cái sự việc ấy thì sẽ đọc là haeru. Haeru là gì? Sáng chói, rực rỡ, đúng không nhỉ? Đấy, từ động từ đấy nó phát sinh ra cái nghĩa hay nay đi kèm với lại danh từ, mang nghĩa là gì nhỉ? Cái đấy là một cái mà nó không có được cái sự rực rỡ, không có được cái sự ngả va, không có được cái sự nổi bật. Đấy. Các phương án này, một là gì nhỉ? Không có vai không, trò. Không có ích, không có vai trò gì cả. Đúng hay sai? Không, không đúng. Chưa đúng đúng không? Chưa đúng lắm. Ừ. Hai, medatanai là gì nhỉ? Không nổi bật. Không nổi bật, đúng không? Đúng. Đáp án đúng là hai nhá. Số 3 nào? Là gì nhỉ? Quá vất vả. Vất vả, không phải. Số 4. Quá đơn giản. Đơn thuần. Không phải đơn thuần, nó là tan trồ, nó đơn điệu. Kiểu cứ lặp đi lặp lại, cảm giác nhàm chán. Đấy. Đơn giản, đơn thuần thì nó chỉ mang nghĩa là cái tính chất nó đơn giản thôi. Còn đã dùng đến từ gọi là đơn điệu ấy, thì là cái kiểu nó gây ra cảm giác nhàm chán nhé. Câu 19. Garasu shoki wa kirei dara moroi. Moroi là gì mọi người? Mỏng manh dễ vỡ. Mỏng manh dễ vỡ. Vậy thì đúng là ba. Ba, đúng rồi. Ba, wadayasu là dễ vỡ. À, số 1 là dễ. Dễ dơ. Dễ bẩn. Dơ. Dễ bẩn. Dễ bẩn. Số 2. Dễ đổ. Dễ đổ. Số 1. Dễ rơi. Số 4 dễ rơi. Có ai đúng hết 6 câu này không? Sai một câu. Tiếp theo, chúng ta sang bài nhiều điểm nhất của phần từ vựng. Mỗi câu các bạn sẽ có thời gian là 1 phút để suy nghĩ, để lựa chọn nhé các bạn nhé. Và các bạn lưu ý là các bạn mà chọn được rồi, các bạn hãy nghĩ luôn cả việc sửa những câu sai. Thế thì luôn thích sửa câu sai. Nếu có dư thời gian khi các bạn làm. Bắt đầu.
Thế giờ các bạn chọn như sau: Sam 2, Thứ 2, Hà 4, Hoa 2, Tiến 2. Rồi, Huyền 2. Trước hết, từ này đọc là gì mọi người? Siêu chắc cự. Ừ. Siêu chắc cự có hai cái đọc là siêu chắc và siêu gì nữa biết không? Giác cự nhá. Siêu giác cự và siêu chắc cự. Đấy, nghĩa của nó là gì các bạn? À mày. Lưu luyến. Nó là cái sự lưu luyến. Ừ. Cái sự lưu luyến, cái sự gọi là gì nhỉ? Cái sự quyến luyến một cái thứ gì đó, không nỡ xa nó. Cái sự tham lam, cái sự ham hố. Thông thường ấy, nó dùng với cái cấu trúc đó là gì? N, nhĩ, đúng nhỉ? Siêu chắc cự, sơ đự. Đấy. Hoặc là N, nhĩ, siêu chắc cự, ga, a rự. Hay là ga nai. Bây giờ chúng ta thử xem nhỉ? Nghĩa của nó thường mang tính rất hơi tiêu cực. Câu 1, itam, kimetara, saigoma de yaruto, kare wa, siêu chắc cự, shita. Anh ta đã quyến luyến là một khi đã quyết định thì sẽ phải làm đến cùng, có phải không? Không. Câu này sửa thành gì mọi người? Quyết tâm. Quyết tâm, đúng rồi. Quyết tâm tiếng Nhật là gì? Ketsin. Ketsin. Hoặc là gì nhỉ? Ketsui nhá. Đấy, hai từ này. Câu 2. Konnani makenai de jibun no shinen ni shujaku suru hito ni danshin suru. Tôi rất là cảm phục cái người mà quyến luyến cái lòng tin của bản thân, ham hố cái lòng tin của bản thân và không chịu thua khó khăn. Thì thấy là đúng là N nhĩ siêu chắc sư lự thật, nhưng mà nghĩa tích cực như này thì không dùng. Đấy. Với cái trường hợp này các bạn thấy là trước là gì? Bunosinen. Mới được xong rồi thầy toàn. Là gì? Là lòng tin của bản thân ấy, đấy là người kiên định. Đấy. Giữ vững thì chúng ta không dùng cái này. Có ai biết từ giữ vững kiên định là từ gì không? Không ạ. Từ ra nư cử. Từ này nhá. Thức quán triệt. Đúng rồi. Đấy. Như vậy là hai là chưa đúng này. Câu 3. Trợ từ ố chắc chắn là sai rồi. Đúng nhỉ? Từ này đi trợ từ nhĩ. Rodo gumiai de giketsu kikan no kette o shuchaku shita. Đã gì đây? Đã thực hiện. Đã thực hiện cái quyết định. Đúng nhỉ? Của cơ quan đưa ra nghị quyết. Ở gì đấy? Ở trong công đoàn lao động. Nào. Thực hiện quyết định sẽ dùng từ gì các bạn? À, dùng từ gì? Từ này nhá. Chữ chấp và chữ hành, đúng nhỉ? Shiko. Có nhiều từ nhưng mà xin thầy đang muốn lấy cái từ mà nó có cái chữ chấp này này. Như vậy đúng đây sẽ phải là đáp án số 4. Nghĩa hợp lý cũng như là có cái dạng gì đây? N nhĩ đúng không nhỉ? Đấy. Siêu chắc cử gá. Này. Nào, câu này nghĩa gì? Anh ta ấy chẳng có ham hố gì với cái địa vị hiện tại. Và đã gì nhỉ? Đã nộp đơn từ chức. Đấy. Như vậy đúng là Yomba. Bạn nào chọn 4 là đúng này. Tiếp theo câu số 2. Bắt đầu. Bây giờ lựa chọn như sau: Kim Thoa 3, Võ Cư 3, Hữu Thứ 4, Phạm Hà 1, Như Quỳnh 2,
Sam 2, Sam 1. Dung 4, Tiến 3, Tú 3, Huyền 2. Nào. Đầu tiên, từ này đọc là gì mọi người? Masaru. Đúng rồi, Masaru. Đấy, bạn nào tự nhiên bảo xin sẽ hỏi cái từ chiến thắng là dễ thế, đúng không nhỉ? Nó không ngon ăn như thế nhá, Masaru. Masaru có nghĩa là gì các bạn? Thắng lợi. Đó là chiến thắng, nhưng mà cái từ gọi là chiến thắng đấy ấy, có phải là chiến thắng trong một cuộc chiến không? Hay cuối chiến thắng trong một trận đấu không mọi người? Thế toang toang rồi. Thì toang toang là thế dễ hỏi, biết mùi toang hả? Nó không dùng cho chiến thắng kiểu trong trận đấu hay là trong như nó trong phòng chống bệnh ý. Nó là gì đây? Nó là chiến thắng cái kiểu như là gì đấy nhỉ? Anh ta đã chiến thắng bệnh tật đấy, hay là một cái thứ gì đó nó vượt trội, nó có cái mức độ, có cái năng lực hơn cái khác. Cho nên là dựa vào cái hiện tượng đấy xem cái nào đúng này. Một nhá. Dos hemos conocido a ni Masaru to Zei wa kataku keshin o shita. Tất cả mọi người đều gì đây? Đều củng cố cái quyết tâm là chiến thắng, dù thế nào cũng phải chiến thắng trong trận đấu tới. Cái này phải dùng từ gì? Katsu. Đúng không? Chiến thắng trong trận đấu phải dùng từ katsu chứ. Câu số 2 này. Byoki ni natte hajimete kenko wa zaisan ni masaru to wakarimashita. Chỉ sau khi bị bệnh thì tôi mới hiểu được rằng sức khỏe thì nó hơn, nó thắng tiền tài. Đúng hay sai? Đúng rồi, đã đúng là 2, ni bằng. Nhá, cái kiểu thắng trừu tượng đúng không? Câu 3 này. Shibuni yoru to uchi no ko kono chimu wa masatta という ことだ. Cũng sai đúng không? Theo báo thì nghe nói là đội của trường tôi đã chiến thắng, phải dùng từ gì? Yusho. Kata đúng nhỉ? Hoặc là yusho shita. Câu 4 này. Tsugi no shiken ni masaru tame ni ganbaro to minna wa chikai atta. Mọi người đã cùng nhau thề nguyện là sẽ cố gắng để thắng trong kỳ thi sắp tới. Để gì? Đỗ. Đúng rồi, để đỗ là gì nào? Vô các cự. Vô các cự sư rự, hoặc là một từ nữa là gì? Ukaru. Đúng rồi. Ukaru. Ukaru nhá, còn uke nó là tham dự kỳ thi. Ukaru. Đấy, như vậy đúng là nhi bằng. Tiếp theo, câu 3. Các bạn chọn như sau. Hà 2, Tiến 1, Hoa 1, Huyền 4, Sam 3. Thứ 1. Tú 3. Quỳnh 1, Kim Dung 1. Sam 3, cư 1. Rồi, câu 22. Cách đọc là gì mọi người? Iko. Iko, đúng rồi. Nghĩa là gì nhỉ? Di chuyển. Dịch chuyển nhá. Dịch chuyển. Đây, CC sẽ gõ thêm ra đây. Dịch chuyển này, hoặc là chuyển đổi, chuyển giao. Nó là một cái sự biến chuyển, dịch chuyển từ một trạng thái này sang một trạng thái khác.
Các phương án nào? Câu 1. Chugoku wa keikaku keizai kara shijō keizai e iko shiteru tokoro de aru. Trung Quốc ấy đang dịch chuyển từ kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị trường. Một. Có hợp lý không? Hợp lý. Có. Bởi vì nó đã là đúng đúng nha, các bạn đúng là một đúng nhỉ? Đấy, cái sự dịch chuyển từ trạng thái trừu tượng đúng nhỉ? Từ hình thức từ chế độ này sang chế độ khác thì chúng ta dùng từ này nhá. Câu 2. Mita tokoro ga wa kanzō ni made iko shite ita koto ga wakatta. Sau khi khám thì tôi biết được rằng là ung thư ấy nó đã di chuyển đến gan. Ung thư có dùng từ này không? Phải di căn. Di căn. Đúng rồi, phải dùng từ di căn là gì nhỉ? Từ chưa được. Từ di căn dùng thuật ngữ trong ung thư nó là từ TI các bạn nhá. Chữ chuyển là chữ di. Dùng từ ư chưa được cũng được. Như thứ bảo cũng được, nhưng mà ư chưa được thì nghe nó hơi nó không được semantic kỳ lắm, nó không chuyên môn lắm. Chuyên môn phải dùng từ TI này, chuyển di. Câu 3. Tokyo ya Osaka no yona dai toshi de wa jinkō iko no atsuryoku ga oki. Ở đây mà đi kèm với từ jinkō ấy thì sẽ không dùng được từ iko này. Các bạn có biết là từ cố định đi với jinkō là gì không? Cũng sẽ có chữ di ở trong đó, trong từ đó. Yến độ di cư. Không, áp lực của di cư dân số không phải. Nó là biến động dân số ấy. Cái từ đấy nó đã từng hỏi trong đề thi giáo viên tin là một rồi đấy. Sui y nhá. Chữ này, biến động này. Ở các đô thị lớn như là Tokyo hay là Osaka ấy, thì cái áp lực của biến động dân số rất là lớn. Câu số 4. Chichi wa kino amari tsukawa nai mono zenbu soko ni iko shita. Bố tôi hôm qua đã di chuyển toàn bộ những cái đồ không dùng vào trong kho. Không phải đúng không? Đúng đây phải là mấy? Một. Và sửa này thành gì? Ido đúng không? Đúng rồi, Ido. Ido hoặc là gì nhỉ? Hakobu. Utsushita nhá. Đây. Hakobu thì cũng được nhưng mà nó hơi lệch khỏi kanji rồi. Hakonda. Đấy. Tiếp theo này. Câu 23. Bắt đầu. Câu số 23. Kim Dung 2. Cư 1. À không, đấy là câu trước. Kim Dung 2 này, thứ 1, Sam 3. Cư 1, Quỳnh 4. Thoa 4, Hà 3. Tú 1, Huyền 2. Tiến 2. Rồi chữa nhá. Câu số 23, từ này đọc gì mọi người? Số này. Sô đai, đúng rồi. Nghĩa là gì nhỉ mọi người nhỉ? Hùng vĩ, tráng lệ. Hùng vĩ, tráng lệ, đúng rồi. Nó đi kèm với những từ cố định nào? Chiêu mẹ, giấc mơ. Đúng rồi, yêu mẹ, giấc mơ này. Kê các cự này, kế hoạch này, đúng nhỉ? Monogatari. Đúng rồi, câu chuyện này. Monogatari, đúng không nhỉ? Sukeru này. Kibo này, đúng không? Đấy, những cái từ này nhá. Bây giờ xem nào, câu 1. Kare wa wakai koro kara sōdai na kibō no
Jigyo kê các cử Shite Ta Soda. Anh ta nghe nói ngay từ thời còn trẻ đã lập ra cái cái sự nghiệp có cái quy mô rất là lớn, rất là vĩ đại. Hợp lý không? Hợp lý, bởi vì có gì? Kibo, đúng rồi. Và bạn sẽ có bạn bảo thế tại sao câu 4 không hợp lý, đúng không? Nhưng câu 4 này, cái từ soda này có bổ nghĩa cho cái từ kê các cự không? Không. Không, đúng không? Cái từ soda này bổ nghĩa cho gì? Hả? Cho từ iwa ự nhá. Từ iwa ự là chúc mừng. Mở một cái sự kiện chúc mừng thì có dùng từ soda không nhỉ? Với sự kiện phải dùng từ gì các bạn biết không? Với sự kiện phải dùng từ sedai. Đây này. Đấy, có một lần CD đã đăng cái bài tổng hợp 10 từ dai, bakudai, sodai, bodai. Các thể loại mọi người về mọi người đọc thêm xem nhá. Câu 4 ấy là sự kiện phải là sedai. Công ty tôi đã gì đấy? Đã lập một cái kế hoạch chúc mừng rất là hoành tráng cái dịp kỷ niệm 100 năm thành lập công ty. Như vậy là 4 là chưa đúng. Câu 2, America no New York では sodai shita tatemono wo tateru soda. Ở nghe nói là ở New York, Mỹ, người ta sắp xây dựng một cái tòa nhà rất là lớn, rất là to. Tại sao cái này dùng sai các bạn biết không? Nó là shita, nó mà na là đúng. Đúng rồi. Phải là sodai na mới đúng nhá. Đấy, cái từ này này. Chứ còn shita là sai, đây là tính từ đuôi na. Câu 3. Tonari ni tateru no wa boku no 3倍 hodo sodai na karada wo shiteru sumo datta. Người mà đang đứng cạnh tôi là một võ sĩ sumo có cái cơ thể vĩ đại khoảng 3 lần tôi, to khoảng 3 lần tôi. Cái cơ thể thì dùng từ gì thôi? Hả? Oki thôi đúng nhỉ? Đây, từ này thôi nhá. Okina thôi. Như vậy đúng, đây sẽ là Ichi. Một. Tiếp theo. Câu 24. Cư 4, thứ 3, Quỳnh 1, Sam 1, Hà 1, Tú 4, Dung 1, Huyền 1, Tiến 4. Câu 24. Uchiya Buru. Có ai lần đầu tiên thấy từ này không? Em. Chắc chắn là không ít. Thấy có ư trự rồi, thấy nhà bư rự rồi. Con ư chi nhà bư rự thì lần đầu tiên thấy, đúng nhỉ? Đi thi nó sẽ luôn vậy đấy, nó sẽ luôn có những từ mà lần đầu tiên mình thấy. Có biết lý do tại sao không? Bởi vì kho từ của nó quá rộng, đúng nhỉ? Kho từ ra đề của nó 15.000 từ cơ. Còn nếu mà học hết các sách thì cùng lắm biết được tầm 10.000, vẫn còn thiếu 5.000 nữa người ta nhặt ngẫu nhiên. Thực ra người ta sẽ thường nhặt những từ mà hay được dùng cho đời sống ấy, nên bạn nào mà đọc nhiều báo ấy sẽ có xác suất là tìm thấy những từ đấy cao. Rồi từ Uchiya Buru này, nó mang nghĩa là phá tan, đập vỡ. Nhưng mà nó là phá tan những cái khái niệm mang tính trừu tượng. Chẳng hạn như là một trạng thái, một tình hình, một cái quan niệm cổ hủ lạc hậu. Đấy. Câu 1 này, Hajimete desu ga, Yamada senshu wa sekai kiroku wo Uchiya Buta. Mặc dù là lần đầu tiên tham gia thế nhưng mà vận động viên Yamada ấy đã phá kỷ lục thế giới. Phá kỷ lục thế giới có dùng từ này không?
Vậy chắc không. Không dùng nhá, dùng từ nào bạn biết đâu. Yabudu. Đúng rồi, yabudu thôi. Yabuta. Đấy. Hoặc là các bạn có thể dùng từ tsukuru nhá. Tsukuta là tạo kỷ lục được. Câu 2. Skato densha no tobira ni hasande shimatte uchi yabuta. Cái váy nó bị kẹp vào cửa tàu điện. Cái này phải là từ gì mới đúng mọi người? Rareta. Bị rách, đúng không? Yabu. Rareta. Yabureta. Rareta. Các bạn phải dùng tự động từ, dùng tha là sai đấy. Yabu làm rách, đây là tự nhá. Yabureta, câu số 3. Hakase ni sodan shite mo kare wa jijitsu o uchi yaburu bakari da. Mặc dù có thảo luận với lại tiến sĩ đấy, nhưng mà hắn ta thì chỉ toàn cái gì đó sự thật. Ở đây phải dùng từ uchikesu. Có biết từ uchikesu là gì không? Phủ định. Phủ định, phủ nhận, đúng rồi. Nói chuyện với người có cái trình độ cao hơn nhưng mà vẫn cứ không chấp nhận cái sự thật thì dùng từ này. Đúng, đây phải là đáp án số 4, bởi vì hinto là từ jōkyō. Kono jōkyō o uchi yaburu tame ni donna koto demo suru tsumori da. Có nghĩa là để gì đây? Để đập tan cái tình huống như thế này, đúng không? Đấy, để phá vỡ cái tình huống như thế này thì tôi sẽ làm mọi thứ. Tiếp theo, câu cuối cùng. Hết giờ. Xem câu cuối cùng các học trò làm ăn đây nào. Minh Tú 2, Hữu Thứ 3, Sam 2, Tiến 4, Hà 3, Dung 2, Thoa 1, Huyền 3. Rồi, đáp án rất là barabara. Số 25 đọc là gì đấy các bạn nhỉ? Tote. Tote. Tote này miếng mang nghĩa là gì? Hoàn toàn. Hoàn toàn. Cái nghĩa của từ tote này nhá, nó mang nghĩa là doshite mo. Đúng nhỉ? Hay là yatte mite mo dekinai. Đấy, không thể nào. Không thể nào làm được điều gì đó. Không thể nào có được một cái điều gì đó. Dù có cố gắng, dù có thử làm đi chăng nữa. Đuôi sẽ là thẻ nai, câu số 1 này. Minna no tasuke ga aru dakara kare wa tote seko suru ni chigai nai. Mặc dù đây là nai nhưng đây không phải là thẻ phủ định, đúng không? Đây là gì? Đây là ngữ pháp. Đấy. Bởi vì có sự giúp đỡ của mọi người cho nên chắc chắn là anh ta sẽ thành công. Đi viện ni chigai nai thì cái phó từ nó phải là từ gì các bạn? Nichigai là một từ diễn cả phán đoán, đúng không? Thì từ đấy phải là từ kỳ tội nhá. Câu số 2 này. Wareware jibun de tsukutta kisoku o dare demo tote mamoranakereba naranai. Bất kỳ ai đều phải bảo vệ những cái quy tắc mà bản thân mình đã tạo ra. Từ này cũng không thể đi với lại đáp án 2 được. Cái số 2 là từ gì các bạn? Nhất định. Đúng rồi, nhất định. Nó là gì? Kanarazu. Hoặc là gì nhỉ? Zetai ni. Được chưa? Từ zehi không đi với ngữ pháp kể để bàn là này đâu nhá.
từ Zehi nó đi với Vetai hoặc Vete Kudasai, Vete Oshi. Câu 3 này. Rekishi no nagasa ni oite Nihon no daigaku wa Seiyo no daigaku ni tote oyobanai. Ở trong cái lịch sử lâu dài, xét về lịch sử lâu dài thì đại học của Nhật ấy không thể nào mà sánh được với đại học của phương Tây. Đúng không các bạn? Ở đây có gì đây? Ở đây có là thẻ nai rồi. Bên con câu 4 này, câu 4 thẻ nai. Shain ni tote shiji shinakata no de misu o okoshita no da. Bởi vì đã, cái này có mang nghĩa là dù có làm cũng không thể, không nhầm người nhỉ? Đây là cố ý không làm đúng không? 4 sai nhá. 4 phải thay bằng cái gì? Vứt đi đúng không? Bỏ cái từ tote đấy đi. Hoặc là từ gì nhỉ? Hoặc là từ hakiri này, không chỉ thị rõ này, hoặc là có thể là gen gen, hoàn toàn không đưa ra chỉ thị này, vân vân. Đấy, một cái sự việc đã xảy ra rồi và việc chỉ thị này là cái việc mà chúng ta hoàn toàn có thể làm được, đi chúng ta đã chọn là shinakata, chúng ta không làm thì không thể dùng cái từ tote được. Thông thường từ tote mang nghĩa là dù có muốn làm cũng không thể nào làm được. Đấy, cũng không thể nào có được một trạng thái gì đấy. Cho nên đó đúng đây phải là con số 3. Cho dù có muốn, cho dù có cố gắng đi chăng nữa ấy, thì cái việc đấy cũng không thể xảy ra được.